dân chơi. Dân chơi là phải lên ngay shop 7sao.com để mua nick ủng hộ mình nhá. Shop hiện tại đang bán nick giảm giá 40%, bán ngọc X5.0, bán vàng X4.0. Ngoài ra shop còn có rất nhiều dịch vụ vòng quay Giang Doom cho tất cả anh em cùng tham khảo. Nạp thẻ thì 100k anh em nhận được ngay, đó là 110k, 1 triệu anh em nhận ngay 1 triệu 100k. Rất là nhiều dịch vụ hấp dẫn cho anh em tham khảo trên shop 7sao.com nhá. Ngoài ra các bạn nào mà cần bán nick thì cứ lên ngay cái shop thu mua.com. Shop thu mua.com là một trang web nhập nick hoàn toàn tự động uy tín, rút ra tất cả các loại ví ATM, ví điện tử. Nên là anh em cần bán nick thì cứ lên ngay shop thu mua.com. Hello anh em, thì đầu video thì mình sẽ chốt cho mọi người cái event của clip ngày hôm qua nhá. Thì đây, dạo này anh em tham gia khá là ít ý, nên là mình vừa thả team hết tất cả mọi người rồi, không biết có ai comment đúng không? Đây, có một bạn comment mới đây. Và mình sẽ nói luôn cái cách thức để tham gia event cho những anh em nào mà mới tham gia kênh của mình ý, hoặc là chưa biết cách tham gia ấy. Rất là đơn giản thôi. Bước 1 anh em chỉ cần like, đăng ký bật thông báo này. Bước 2 comment tên nhân vật, server, ý tưởng video là xong. Đơn giản. Đấy, bây giờ mình sẽ copy cái link của video này, mình sẽ copy sang bên này để mình sẽ tìm ra ai là người chiến thắng trong ngày hôm nay nhá. Loát, lâu thế nhở. Rồi, bạn này thì chưa làm đủ các bước rồi anh em ạ. Anh em phải làm đủ các bước thì nó mới hiển thị cho anh em một cái team nhá. Một quả team này anh em. Ôi, toàn anh em không làm đủ các bước không à. Phải nhớ là phải làm đủ 3 bước, 32 cái bước ở trên mình có ghi bình luận ấy. Nhớ nhở. Trời ơi. Ui trời ơi. Ui. Lag luôn rồi anh em. Đây. Clip xàm. Ok. Đéo hiểu luôn anh em ạ. Rồi ok chúng nhá. Bạn lấy CO7 đúng không? Anh em cần mua gì cứ lên số 7 sao nhá. CO7 à. 25k anh em ạ. Server 7 thì bạn qua khu 33 hoặc là khu 48 giao dịch giúp mình nhá. Đây. Khu 5 hoặc là khu 48. Đấy, chúc anh em tham gia event vui vẻ nhá. Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì mình vẫn là BC Gaming đây, và hôm nay thì mình quay trở lại với một cái clip nữa. Thì dạo này anh em không ủng hộ mình, nói chung là anh em kiểu ủng hộ mình kém kém ấy. Thế nào anh em ạ? Em không chịu like, đăng ký, bấm chuông giúp mình gì cả. Nên là đầu video thì mình xin anh em một like thôi nhá anh em nhá. Và thêm cả một comment để mình lấy động lực để mình tiếp tục ra video cho tất cả mọi người cùng xem. Tại vì là dạo này thì mình thấy anh em ủng hộ mình nó bị đi xuống ấy. Đó. Nên là mình xin anh em một like và một comment thôi. Đó, anh em mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhá. Rồi ok. Thì bây giờ thì đây thì video chính ngày hôm nay chúng là hiện tại thì là có một bạn nhắn tin qua Facebook cho mình từ cái hôm nay là hôm bao nhiêu ấy anh em, để mình sẽ ấn đây nhá. Đây. Thứ ba 22:13 chiều anh em ạ. Thứ ba nhá. Ngày thứ ba 22:15 chiều. Mười 22:15 chiều và tối à. Bây giờ hôm nay là thứ năm rồi anh em ạ, mà mình mới làm video này tại vì là hôm qua mình bị bận ấy nên mình không có làm được. Và bạn ấy gửi cho mình một cái thông tin như thế này. Đó. Đây. Anh BC ơi, đây nhá anh em nhìn này. Anh BC ơi. Đây, cho mình cho anh em xem. Đây, mình ghi là ok mà anh làm đi nhá. Từ từ mình đọc cho anh tất cả anh em cùng xem này. Anh BC ơi, anh biết tin gì chưa? Admin sắp ra cái trang mới, anh làm clip mua cho bọn em xem và nhận xét cái trang đang mua được không nha. Anh BC. Đấy, mình bảo là ok mà anh làm. Thì đây, bạn ấy có gửi cho mình một cái ảnh với cả một cái đường link Facebook vào đây này, thì mình sẽ tìm vào cái link Facebook này nhá để xem nó như thế nào nha anh em. Đây, hiện tại thì là một bạn Văn Dược ở đây có đăng một cái ảnh trên cái group của anh Vinh Thấu Sao và chú BKC7 này. Có 7 người, không biết đây ảnh copy đúng không ta? Đăng vào thì không có nhiều like cho lắm anh em ạ. Đây, mình sẽ vào mình xem ảnh nhá. Ảnh thì hiện tại thì mình thấy là vừa cải trang cái trang thần hủy diệt build, sức đánh 35%, HP 33%, Ki 33%, né đòn 20%, vô hiệu hóa 40% sát thương, trưởng yêu cầu 50 tỷ sức mạnh. Cải trang thành thần hủy diệt build 25k ngọc. Được rồi, bây giờ mình sẽ vào để mình tự thử vào game nha anh em nhá. Để mình sẽ thử vào game cho tất cả anh em cùng xem. Đây, vào nick này luôn đi. Nick phụ của mình, nick mình nhập được rồi. Đây. Ui, nick này thì không có ý rồi. Được rồi, chạy bộ nha anh em nhá. Chạy bộ qua bên đảo Game đi. Để mình xem có cải trang chưa. Mình thì hôm qua mình bận nên là mình cũng không có vào diễn đàn, hay là mình cũng không có lên trang chủ của fanpage Cộng Dòng Online để mình xem được ấy. Nên là anh em thông cảm nhá, hơi ngu một tí, hơi ngáo ngáo một tí nên anh em thông cảm nhá. Mình sẽ xem cái trang nó như nào mà bán tận 25k ngọc anh em ạ.
mà lâu lắm rồi anime cũng không ra cải trang mới ấy. Mà 10k là kịch rồi mà bây giờ lên tăng một phát lên 25k 5 ngọc thì ai mua được cải trang đấy hả anh em? Làm gì có ai mua được cái cải trang 25k 5 ngọc đúng không? Tương tính ra 25k 5 ngọc nhá, mà tính ra với giá là ngọc nếu mà khi anh em đi mua của các seller ấy, gọi là seller cho nó chất chơi. Đấy thì là mấy ông đấy bán là X9, có server thì X10. X10 lên thì 25k ngọc thì nó rơi vào khoảng đó là tầm 2 triệu 2, 2 triệu 3 rồi anh em ạ. 2 triệu rưỡi, ở 2 triệu rưỡi, 25k mà anh em, 2 triệu rưỡi. Đây. Cải trang thành Bill Bí Ngô này, 5k mà. Ô. Cải trang thành Thần Hủy Diệt Bill. Mõm rồi anh em ạ. Gặp ông mõm rồi. Hay nó chưa ra nhỉ? Hay nó chưa ra cải trang ta? Hay nó chỉ ở đang diễn đàn ta? Từ từ, mình thoát ra, mình sẽ vào cái trang chủ Ngọc Rồng Online để mình xem nhé anh em nhé. Ok anh em ơi, thì mình quay trở lại rồi đây. Và bây giờ hiện tại mình đang trên cái diễn đàn của Ngọc Rồng Online, trang chủ anh em ạ. Trang chủ Ngọc Rồng Online đây. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy có cái gì cả. Đây, enemy sẽ tiến hành. Đây, mấy cái này thì là sự kiện của Halloween thôi, cũng không có gì. Đấy. Đây là nạp x5, 50% nạp thẻ này. Đây là game mới này. Game này. Đây là ảnh của bà Mít với cả là ông nào đây. Đây. Không có gì cả anh em ạ. Không có gì cả hả? Bây giờ mình sang bên này nhá, diễn đàn này. Đây, cũng không có gì cả. Kết quả tuyển mốt cho diễn đàn thôi. Chưa may mắn này. 2 tuần trước kiện X2 tuần máy chủ đây. Và sau một thời gian mình ngồi mình nghiên cứu, mình ngẫm lại ấy, thì mình thấy cái ảnh này nó có một chút sai sai anh em ạ. Sai thứ nhất ấy, cái sai thứ nhất ấy, anh em nhìn thấy gì không? Đây nhá. Cái chỗ này mình vừa nãy mình làm thì mình không để ý đâu. Lúc mình quay video mình nói chuyện với anh em ấy thì mình tập trung mình nói chuyện, mình kể lại câu chuyện của mình ấy, rồi cái bạn kia nhắn tin cho mình xem ấy. Nhưng mình cũng không có nói gì cả anh em ạ. Đây. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem này. Đây nhá, anh em để ý cái này giúp mình này. Sức đánh này cộng 35% HP, 35% này ý, thì cái màu chữ nó khác với cả chữ bên này đúng không? Cái chữ bên tay phải này nó khác với cái chữ bên tay trái này. Cái này thì mình cũng ghép được nha anh em nhá. Cái này thì mình cũng ghép được, thừa sức ghép được luôn. Đó, mình cũng ghép đẹp hơn bạn này luôn, không bị lộ luôn. Nhưng mà mình vừa nãy mình không để ý anh em ạ, thật sự với anh em luôn là không để ý, với cả là cái này là ghép thôi. Trời ơi, làm gì cải trang mới hả anh em? Đây là anh em đừng có PM cho mình nữa. Có cái gì thật tí PM cho mình đi, sao mình làm video giải thích cho tất cả anh em rồi là mua tất cả, làm cho tất cả anh em chứ. Bây giờ anh em cứ gửi cho mình mấy cái ảnh ghép xong rồi mấy cái kiểu như là không có thật ấy. Mình quay video lên xong anh em lại chửi mình. Nhưng mà mình vẫn phải quay, tại vì mình quay video này là sau này mình sẽ nói cho tất cả anh em đấy, có gì thật hay là có gì đấy thì anh em cứ ấy cho mình. Không thì anh em cứ gửi cho mình làm cho tất cả anh em để anh em biết cái nào là thật và cái nào là fake. Fake anh em ạ, nên là không sao hết nhá. Ok, thì mình cũng nói rồi, đây là cái trang fake và chỉ là một cái ghép, một người ghép ảnh lên mà thôi, chứ không có, không, đây không phải là một cái trang, đây không phải là một cái trang mới nha anh em nhá. Đây là, ok, anh em nhớ rồi đấy. Là nhớ là đây không phải là cái trang mới này. Và không bao giờ có cái trang nào mà nó 200, nó 25k ngọc đâu. Đến lúc mình nghỉ game không biết là có cái trang nào đến 25k ngọc không. Nhưng mà mình nghĩ ấy, thì đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ tầm 10k là căng, 15k là căng lắm rồi. Tại vì chỉ số thứ nó chỉ san san nhau thôi. Và cái mặt cái trang nó chỉ là đẹp, tăng đẹp cho mình thôi ấy. Chứ làm gì có cái trang nào mà nó nhiều kiểu như là, nó không có cái trang nào mà nó tăng nhiều những cái chỉ số như thế này cả. Bởi vì nó mất, rất là mất cân bằng game. Đấy. Dù là nếu mà nhiều ngọc ấy thì nó chỉ đẹp hơn thôi, nó chỉ mặc cho anh em được cái đẹp và anh em nhìn nó đẹp hơn thôi, chứ chỉ số ấy, nếu anh em để ý xem, nếu mà đã càng đắt tiền ấy thì chỉ số nó lại không, càng không ngon mà những cái trang không đắt tiền đâu anh em ạ. Đây mình sẽ cho anh em xem nhá. Đây mình sẽ so sánh cho tất cả anh em cùng xem một cái này. Ví dụ như bây giờ anh em vào cái cải trang Avatar VIP 10k ngọc đi. Đâu? Avatar VIP 10k đâu? Đây. Sức đánh 23%, HP 20%, Ki 20% thì anh em hỏi con thỏ. Con thỏ nó chỉ có 3k5 thôi. Đó, 3k5 thôi nhá. Đâu rồi, mình sẽ lấy một cái cải trang bất kỳ đi. Mà ở trong này không có cải trang thỏ anh em ạ. Đây, để mình vào cái đích của mình nhá. Đây, cho tất cả anh em cùng check pass luôn. Đó, anh em check pass đi anh em ơi. Từ từ đã, mình nhập sai mật khẩu rồi. Đấy, anh em check pass đi. Check pass zoom. Má nó lag game luôn rồi. Cay thật chứ.
Đây, để mình vào nick của mình để mình cho anh em xem cái cải trang thỏ nó hơn. Nói chung là cải trang thỏ với cả cái trang kia nó như thế nào ấy. Đây nha. Đâu rồi, trời. Thỏ đâu rồi? Đây. Đâu rồi? Này, anh em thấy chưa? Đẹp cộng thêm 15% sức đánh nữa này là tính ra là 39% sức đánh rồi. Cộng thêm 24% HP nữa, chỉ được cái là nó không có phần trăm ki thôi. Đúng không? Được cái nó không có phần trăm ki rồi. Này. 39% sức đánh anh em ạ. À mà mình có cải trang đây mà. Mình tôi cũng có một cái cải trang vĩnh viễn luôn anh em nhá. Đấy, trời bán cái này đi đổ mã xong bán nhầm chết toi luôn. Vứt nhầm đi chết toi luôn anh em đây. Thấy chưa? 23. Và thôi. Thì chắc là clip mình kết thúc tại đây thôi, và nếu anh em thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để nhận được video mới nhất nhá. Cảm ơn anh em nhiều đã xem hết video này và bye. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nhá. Bye.